but in Ireland for 5 years. Gia đình mình thì đã có 2 bé học tại đây rồi và mình cảm thấy là cái chất lượng dạy ở đây rất là tốt. Trung tâm IOA nhiều uy tín, trải rộng khắp nước Việt Nam nên mình đã quyết định cho Yosho học ở IOA. I feel like it's really fun to just, you know, interact with my friends and also, you know, participate in class activities like board practice and board race. Bé rất là thích học ở Iran. Tại vì bé thấy là thấy mấy thầy cô dạy rất là hay và rất là vui, cho nên đó là đối với bé là 2 ngày cuối tuần khi được đi học ở đây là bé rất là thích. The foreign teacher is very good. I can do a lot of projects. An IOA project would consist of you know, making plans, script, and also you know, use your devices to look up informations, and then finally, we will usually make, you know, slides, and then we will present about it. I can present in front of my friends. It's very fun and very interesting. There was a project. We would make a magazine for ourselves, and our group made about famous landmarks. It was very interesting. Like, it's the first time ever making, you know, your own magazine. Yoshi is an excellent student, always willing to talk and never afraid to make mistakes with vocabulary or any ideas, and that's essential to learning English. Bên cạnh cái việc dạy tiếng Anh thì IOA còn giúp cho mấy bé phát triển được những kỹ năng mềm, chẳng hạn như biết cách tìm kiếm thông tin khi mà mấy bé cần biết một cái vấn đề nào đó, hoặc là biết cách thuyết trình, rồi biết cách tạo slide và khả năng tự tin khi mà diễn đạt cái ý của mình trước đám đông. Mình rất là vui vì những cái chuyện như vậy, tại vì những cái đó thì bản thân cha mẹ không thể nào hướng dẫn cho bé được hết. Besides that, I always have a lot of competition. One of that is I always speak up 2020. I always speak up basically brings competitors to make them reveal their skills of presenting and also their knowledge. Tất cả các bạn thí sinh đều rất là giỏi và cái vòng thi thì thật sự là chủ đề cũng hơi là khá khó. I think I have a good performance. In round 1, the questions were very difficult, but I could answer them all. In the second round, my topic is about bottled water should be banned. It's my favorite, so I debated very well. In the final round, it's my favorite topic too. Hay là lần đầu tiên bé đứng trước sân khấu, thật sự là mình vượt hơn cả mong đợi của mình. His performance has been excellent. Ben speaks really well and he did an amazing job in the tournament. Mình xúc động lắm, mình khóc luôn. Tại vì lúc đó là mình không nghĩ là bé được như vậy. Mình lúc đó mình cảm thấy là thật sự không có niềm vui nào bằng cái niềm vui đó cả. I'm very proud. I'm so happy, and his past teachers were incredibly influential as well. Hết sức bất ngờ về cái khả năng mà thuyết trình của cháu, rất tự tin trước đám đông, nói tiếng Anh một cách hoàn toàn lưu loát. Mình rất là vui, mình thấy con mình trưởng thành lên và mình cảm thấy là mình rất là cảm ơn các thầy cô ở đây. So I use a lot of my class time to talk about current events and discuss opinions. And that was essential for this competition as well. He had to give opinions about how the world will change, and we spend a lot of time thinking about that in class. He learned how to debate. We do tons of debate in our classes. Qua từng năm, mình thấy bé thay đổi rất là nhiều. Từ chưa biết gì, tới bé có thể nói được từng cụm từ. Và từ đó là bé bắt đầu có thể mà nói được những cái đoạn văn ngắn và có thể tự tin giao tiếp một mình. Và như hiện tại là bây giờ bé có thể đạt giải trong cuộc thi ILA Speak Up. Quyết định của chị là cho cháu học ở ILA thì rất là vô cùng đúng đắn và hoàn toàn yên tâm với cái phong cách và môi trường học của ILA. By winning the IOA Speak Up 2020, it's basically my motivation to study harder and try harder to become, you know, even better than before.